điểm ở Hà Nội và đang thưởng thức một số món ăn đặc sản ở Hà Nội. Và chiều nay anh em tôi lại tới quán đặc sản Châu Tươi Châu Giật được địa chỉ Tây Nam Linh Đàm. Đây là món lẩu trâu. Và món ăn này thì về được thưởng thức món lẩu trâu. Thì rất là tươi quý vị nhá. Một cái tươi đỏ. Tươi đỏ. Kèm theo món lẩu trâu là có rất nhiều lẩu trâu. Đây là món lẩu của tôi. Và nhiều món lẩu nữa nhà hàng nó còn đưa lên. Chơi nhiều nó cũng đói cũng mỏi chân, vì vậy mà đến quán Châu Quý Hằng thưởng thức những món ăn đặc sản tại Hà Nội. Hôm nay từ sáng anh em tôi mãi chơi nên vì vậy nhà có nấu kiểu gì thì tôi ăn vẫn cũng rất ngon. Nhưng mà đây là ngon thật quý nha. Này thì Châu đang đỏ quý vị này. Thật nhá. Rất là tươi ngon. Cái rượu ấy rượu gì mà nó đen thế anh gọi nhỉ? À bằng công á. Nghe thấy lạ nhỉ? Thank you.